Chuyện này chúng ta đã nói rất là nhiều lần rồi Nói nhiều tới mức mà Youtube vừa khóa mở mình một tuần Chỉ vì mình nói nó quá nhiều Đó là về vấn đề like và subscribe Ok trong trường hợp các bạn không lấy được những ai tầm trong video ngày hôm nay Thì hãy like và subscribe đấm vào cái chuông Để không bỏ lỡ những ai tầm tiếp theo của mình Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy những cái tầm cực kỳ dễ của tựa game Walmart Discover ha Rồi ok đầu tiên chúng ta có cái tóc nam này Một cái tóc ưu uh, yêu tinh Lâu rồi mới gặp những cái tầm liên quan tới cổ tích vậy Nó sẽ đi kèm chung với một cái sừng ha Rồi số copy 15.000 cái rất là nhiều luôn Nói chung một cái tóc nam vừa dễ Và vừa số copy cao vậy là nói chung cũng rất hiếm Rồi ok mình thấy nó cũng đẹp nữa nè Dành cho bạn nào mà thích cái tóc nam ha Rồi tiếp theo chúng ta có một cái tóc À, một cái tóc nữ màu hồng khá là dễ thương ha ok nói chung thì nó cũng đi kèm với một cái crown trên đầu à, rồi tí nữa mình sẽ dẫn sao lấy cũng rất là dễ dễ hơn cái tóc nam tiếp theo chúng ta có hai tầm này à, chuẩn bị trước ha một cái hộp bắp gan bơ với lại một cái uh, nón phù thủy rồi tiếp theo chúng ta có cái tai nghe này cái tai nghe thì lấy cũng rất là dễ thôi đã xác định được thời gian với nhiệm vụ rồi rồi mình cũng sẽ hướng dẫn bạn luôn ha rồi để lấy được tất cả những cái tầm bên trên đó, thì các bạn vào tự game này là một tự game mà có tất cả những thứ mà các bạn cần ở trong đây luôn ha. Rồi ok. Đầu tiên thì là về phần hai cái tóc thì các bạn sẽ lấy nó thông qua một cái chuỗi nhiệm vụ như là Battle Pass vậy đó. Rồi các bạn sẽ cần phải có kinh nghiệm ha để mới lên được những cái thia này. Rồi cái thia 10 là cái thia của tóc nam, cái thia nam là thia của tóc nữ và cái tóc nữ dễ lấy hơn tóc nam á. Cái nó sẽ cần ít kinh nghiệm hơn và làm sao để lấy được kinh nghiệm đó thì các bạn chơi những cái mini game này đây là mini game mà mình khuyến khích ha à, một cái Client seek rồi các bạn chọn chế độ khó thật ra là chế độ khó là chế độ cho bạn nhiều kinh nghiệm nhất chế độ bình thường thì nó cho bạn cũng tầm trung của kinh nghiệm thôi còn chế độ dễ thì nó sẽ cho bạn ít hơn ha rồi ok sau khi vào game này thì nhiệm vụ bạn là đi tới đích thôi rồi trên đường đi thì các bạn sẽ có thể nhặt được những cái hộp uh, những cái hộp đồ mà có hình chấm hỏi á rồi cái hộp đó nó cũng khá là quan trọng cho nhiệm vụ của tuần sau á Rồi ok bây giờ mình sẽ thử hoàn thành một màn trước Để cho các bạn thấy được cái uh, này nó trông ra sao ha Rồi ok Nói chung thì hoàn thành cái này là nó cho các bạn một số lượng lớn tiền luôn á Với lại một số lượng lớn kinh nghiệm luôn Nói chung thì cứ chơi đi chơi lại cỡ mười mấy hai chục màn là các bạn sẽ có thể lấy được item rồi ha Rồi ok sau khi tới đích thì Ờ... Uh, nếu mà bạn hoàn thành chế độ khó thì bạn sẽ được 2.000 tiền với 2.000 kinh nghiệm Cũng rất là nhiều Và trên đường đi mà nếu mà các bạn có lụm thêm mấy cái hộp nữa thì bạn sẽ được 100 tiền mỗi hộp ha. Rồi các bạn sẽ được tiền nè, các bạn lên một đống level ở cái thia nè Rồi, và cái tiền này để làm gì? Để mua ai tầm chứ làm gì nữa Rồi, có thể là cái mũ Harry Potter thì nó sẽ ra trong đây vào... Uh, một khoảng thời gian nào đó trong tương lai ha Vậy sẽ mua bằng tiền hiện tại thì có vài tầm khác các bạn có thể mua bằng tiền và trong quá trình chơi các bạn lấy cái tóc thì bạn cũng có thể lấy được về tầm khác ha còn về cái phần cái tai nghe thì nó sẽ mở trong 7 ngày nữa nhiệm vụ là nhặt cỡ 20 cái thùng thôi uh, là nó cộng dồn á kiểu trong vòng 4 màn mỗi màn các bạn nhặt 5 cái thùng thì là các bạn uh, sẽ lấy được cái tai nghe này rồi cũng rất là dễ luôn rồi sau khi mà các bạn tới được level 10 rồi các bạn có thể nhận được uh, cái tóc nam lẫn cái tóc nữ ở trong cái phần bắt đầu ha thật ra là cái tia